Nhân kỷ niệm 70 năm báo nhân dân ra số đầu ngày 11 tháng 3 năm 1951, 11 tháng 3 năm 2021, phóng viên truyền hình nhân dân đã tìm về buôn dắt B, xã vùng sâu Ea Hiu, huyện Crong Park, tỉnh Đắk Lắk để tìm gặp ông Hem Kanun, một cán bộ hưu trí và người có uy tín của buôn, người thường xuyên đọc báo nhân dân rồi tuyên truyền, phổ biến những mô hình tốt, cách làm hay, được đăng tải trên báo cho bà con dân tộc thiểu số trong buôn làm theo. Với ông Ibrahim Knoll thì báo nhân dân không chỉ là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những cán bộ hưu trí như ông, mà báo nhân dân còn là một kênh thông tin quan trọng để đưa các chủ trương chính sách, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước và những mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Ông Ibrahim Knoll là người dân tộc Ede, Trước khi nghỉ hưu vào năm 2013, ông là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Grong Park, tỉnh Đắk Lắc. Kể từ khi về hưu đến nay, ông vừa là già làng, vừa là người có uy tín ở Buôn Dắt B, xã Vùng Sâu, Ea Hiu. Ông Ibrahim cho biết, khi còn công tác ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Grong Park, cũng như khi nghỉ hưu, hàng ngày ông luôn đọc theo dõi tin tức trên báo Nhân dân để vừa nâng cao kiến thức cho bản thân, vừa phục vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân làm theo để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo. Cái bài báo của Nhân dân đưa ra là một cái bài báo hết sức là chính thống, hết sức là cụ thể, đưa đất nước chúng ta và đưa những cái bài học kinh nghiệm để chúng ta học tập ở các địa phương ở trong cả nước nói chung và cả quốc tế nữa chúng ta cũng học. Buôn Dắt Bê thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã vùng sâu Ea Hiu, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắc. Toàn buôn hiện có 118 hộ với trên 500 khẩu, chủ yếu là đồng bào đê sinh sống bao đời nay. Mặc dù là địa bàn rộng, dân cư sinh sống không tập trung, nhưng không kể ngày hay đêm, khi có người dân ở nhà là ông Ibrahim lặn lội đến tận nơi để tuyên truyền vận động bà con làm theo báo đảng như thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, không tham gia vay vốn tín dụng đen, chung tay với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, buôn làng bình yên phát triển. Không dừng lại ở đó là đảng viên, người có uy tín trong buôn, gia đình ông Ibrahim Nui đã tự nguyện hiến tặng gần 500 mét vuông đất để chính quyền địa phương xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, làm nơi sinh hoạt cho bà con trong buôn. Vì vậy, ông luôn được bà con trong buôn tin yêu, quý mến. Đồng chí Ibrahim Nui thì ông là luôn quan tâm cho bà con ở trong thôn, luôn tuyên truyền, những đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nhà nước, rồi luôn tuyên truyền uh, uh, cho bà con để làm ăn được phát triển kinh tế gia đình. Theo ông Ibrahim Nui, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, nhất là trên các trang mạng xã hội, thông tin thật giả lẫn lộn, người dân không biết tin vào đâu thì tìm đến Báo Nhân dân để đọc. Vì vậy, dù trong bất cứ giai đoạn xã hội nào, vai trò của Báo Nhân dân là hết sức quan trọng thông tin trên báo vừa định hướng dẫn dắt dư luận xã hội vừa là một tài liệu quan trọng để các cán bộ đảng viên ở cơ sở nhất là các già làng người có uy tín ở các buôn làng dựa vào đó để tuyên truyền nâng cao đời sống về mọi mặt và tăng cường đoàn kết xây dựng buôn làng quê hương ngày càng giàu đẹp